Video gấu lớn đột nhập vào ngôi nhà vắng chủ để trộm đồ ăn. Một con gấu chui vào một ngôi nhà ở Colorado bị hôm ngày 14 tháng 6 để tìm kiếm đồ ăn. Con gấu táo bạo đã chụp lấy một bữa ăn nhanh trước khi nó bị quay video ở Steamboat Spring. Sau khi vô tình nhốt mình trong phòng ngủ chính của ngôi nhà, nó đã cố gắng trốn thoát khỏi cửa sổ tầng 2. Người hàng xóm Heidi Hanna đã quay video ghi lại cảnh kẻ đột nhập và gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ khi cô nhận ra không ai có ở nhà. Con gấu lớn đã cố gắng đáp xuống đất nhiều lần nhưng dường như nó ở quá cao. Nó quay trở lại phòng ngủ, nơi một sĩ quan đã mở cửa. Con thú quay trở lại tầng dưới, lẻn qua cửa sổ tầng 1 mà ban đầu nó đi qua, rồi biến mất trong rừng. Chủ nhà Zion McFarland đang đi làm thì biết con gấu đang ở trong nhà anh.